Phở làm gì, chặt hết mấy cái cây bông của người ta rồi. Chồng nó đã chán chỗ, bây giờ tôi chặt, tôi trồng đậu rồng. Trời ơi, coi nè, các bạn thấy không? Hướng dương của người ta đang ra bông vậy nè, mà bà Phở lại nở lòng nào lấy dao chặt xuống hết trơn. Cái loại hướng dương này à, Nó cao lắm. cao quá các bạn ơi. Trồng nó mọc lên thiệt là cao, mà nó chán chỗ rồi, nó ngã ngửa tùm lum hết trơn hả má hả? Cái bông thì đẹp thiệt, nhưng mà cái cây nó cao quá, cái giống này của nhà mình nó cao quá, cho nên thôi bà bỏ lại chặt xuống rồi, thấy chán chỗ quá chặt nhổ lên để trồng đậu rồng còn có ăn. Nhổ lên chân ha, để chân bỏ vô cái bình đi, để con lấy cái chậu cái bình nè. Ừ. À, cái bình là bà bỏ bỏ coi đây được không. Hơi hơi cao hả mà bỏ cao không, bớt lá nó lại đó. Bây giờ cắt bông hướng dương vô nhà chân xong rồi nhổ gốc lên hả má hả? Ừ. Để lấy chỗ trồng cái cây khác hả? Để lấy chỗ trồng cây cây đậu rồng. Ừ. Đó, hướng dương nè, cái bông thì đẹp thiệt mà cái cây thì thôi kền càng quá ha, cao quá chán chỗ quá. Thấy chặt là cũng ổn. Sunflower đẹp mà. Đẹp không? Đẹp. Hỏi chóp 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 hết hả? Ừ. Chóp hết đây kiếm chỗ thiệt tình. Mà công nhận phải nói là bông sunflower trồng mau lớn thiệt. Mau thì chứ mới trồng đây chứ đâu. À. Phải không? Hơi dài á má ơi, hơi cao. À, má phải cao vậy đó quá. Wow, cái cây này mập. Cái cây sunflower kìa. Cao. Giống như cái cột nhà vậy. Không chừa hột lại ha má, mình còn nhiều hột lắm ha. Thấy cái này cũng không khoái nữa, chừa hột. Ừ, cái giống này hơi bự ha. Ừ. Chắc năm sau mình kiếm giống khác, giống nhỏ hơn mình trồng. Lùng lùng vậy mới đẹp, cao quá. Trời ơi, cái bông nè, cái bông với cái bò phở nè. Bự hơn cái mặt má nè. Dạ, yeah, cái hướng dương. Cái dạng bên đây là chị thế rồi đó hả? Bây giờ chị kéo lên thôi hả má. Chặt cái bông mà còn hơn chặt củi nữa. Giống như chặt củi vậy má hả? Mày từ từ nó không đứt. Mày chơi vậy nè đó. Nó mới đứt. Quá trời bự. Bông này chưa nở hết. À, nhưng mà mấy cái này là ghim vô. Cái này chân. Bỏ đi. Cái này ghim vô chân là vừa ha. Ok. Trời. Hút hết rồi ba, cái dinh dưỡng mà có cây gì vậy. Cái này cũng được ha. Ừ, cái này cũng còn chân được. Mà họ đi làm về cái chạy ra tiêu diệt nguyên cái vàng hướng dương của người ta. Được một chậu bông. Được một bình bông rồi đó. Bông hướng dương. Rồi bây giờ mấy cái này là kéo lên đổ rác hết, kiếm chỗ đất để trồng cái khác hết mà ha. Ừ. Đó. Trồng chứ chưa có enjoy được bao nhiêu mà thành rác rồi hả má ha. You have to cut it honey. Má hái cà rồi má lấy cái chỗ đó má trồng trồng đậu ha. Trồng chưa được bao lâu là coi như là đã nhổ lên rồi. Rồi, nguyên cái vàng hướng dương. Cái hướng dương mà ở ngoài sau nhà hái vô nè. Tươi dễ sợ tươi hả má? Giờ nó nở thẳng bằng luôn. Ừ. Cái này mà phải nó lùng lùng á, đẹp lắm. À. Quá cao. Hướng dương này cao quá. Qua khỏi cái nóc nhà luôn, không trồng. Ừ.